theo đường vắng hơn, hỏi còn ai cô chiêm. Em ơi, nhìn gió lên khơi, lòng có trống vơi, một người xa cuối trời. Nơi đây phiền gác cánh dài, ê ấp đôi đời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi, màu áo phong sương mình ước huy hoàng, được bàn tay chính nàng dâng hoa, dâng hết ân tình. Tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa. Điện 2 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 10 0 2 4 5 6 7 0. Đó, các bác đang nghe cái chất âm của con loa chợ nơi. Đấy, đây là con loa chợ nơi của Montevinox, hàng vã xịn các bác nhá. Em con này bắt 16 thôi. Nên là vừa rồi này em về được đâu có 7-8 đôi thôi. À 9 đôi, chính xác là 9 đôi. 9 đôi loa chợ nơi. Trong đó có mấy đôi loa Audio King và hai đôi Montevinox như thế này. Và hai con Montevinox này cái chất âm nó vượt trội hơn hẳn so với con Audio King rất nhiều. Nhưng giá của sản phẩm này nó lại chênh với con Audio King nó chỉ một tẹo thôi các bác nhá. Cái con này chất âm của nó, cái dài nơi của nó thật sự là mạnh. Và cái tiếng bass nó cũng in được hơn so với con Audio King kia. Con này cổ từ của nó to hơn này. Đấy, cổ từ của sản phẩm loa Montevinox này, hàng bãi, hàng chính hãng nhá. Con này em đang bán cho các bác với cái giá là 1.600.000 được một cặp này nhá, và chưa hỗ trợ bao ship đâu nhá. Đấy, con này có cặp, có cái tiên tử của nó cực khỏe, cực khỏe kinh khủng luôn. Em mà xoáy cái ốc ra để thay gân cho con loa mà nó hút thở cái tiên tử vít mà rút, phải nói là hơi khó luôn. Thật sự là cái con này chất âm của nó rất tốt các bác nhá. Đấy, các bác nào có nhu cầu sử dụng sản phẩm này thì liên hệ ngay cho em Quảng nhá. Con này vừa xong em đã thử tiếng micro rồi nhá, các bác nghe tiếng micro nhá, nghe tiếng nhạc rồi nhá. Đấy, hàng bao xin, bao xin đó. Em lang thiết cho con vang Theta A7 và một chiếc mic rẻ tiền thôi, 1.3 triệu một cặp micro đó thôi. Đấy, con tập mic đấy thì tay mic em nó xuất hiện hết rồi, đẹp đẽ rồi này. Tất cả zin nét nhá, ngoài nước sơn này, ngoài nước sơn ra thì tất cả đều zin, nhựa zin. Nhựa zin này thì nó có độ bền cao hơn rất nhiều so với các bác thay vỏ nhá, thay nhựa nhá. Cái nhựa mới nó rất là giòn, nó nhiều khi nắp pin mà mạnh tay cái nó đã vỡ mất cái nhựa bên trong rồi. Nên là em không ý định thay vỏ nữa, không thay nhựa nữa, giữ nguyên cái nhựa zin của nó, vì nhựa zin của nó dai hơn mà độ bền nó cao hơn rất nhiều. Đấy, các bác thử nghe lại cái tiếng mic của em thay mic này nhá, mic này và cái loa Montevinox nhá. Mic này có tiếng mic của nó rất là dày, rất chắc nhá, rất gọn tiếng cực kỳ luôn. Lên 1 2 2 4 5 6. Đấy, các bác nghe tiếng mic nó có nụn được không? Rất nụn được nhá. Đấy, dù loa rất bé nhưng mà cái giải bass của nó tốt cực. Đấy, nhưng thật ra nếu mà các bác mua về hát trong phòng nhỏ, một đôi này và một con súp nữa thì cũng khá tốt ạ. Đấy, nhưng mà nên chỉ làm chợ nơi thôi, làm chợ nơi thì tốt cho loa, bền cho loa. Các bác nghe lại nhá. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Alo, 8 9 10. À, lên. Đó. Đấy, các bác có nhu cầu sử dụng những sản phẩm loa trả lời như Audio King hay Montevinox này liên hệ cho em Quảng nhá. Loa này là 1.6 triệu nha, và loa Audio King là 1.400.000 nha. Tất cả là giá chưa bao ship. Các bác ủng hộ em này, cho em một đôi này và đăng ký kênh để đón những video tiếp theo, những sản phẩm tiếp theo sẽ lên sóng cho các bác nhá. Rồi, em xin dừng video tại đây ạ.